Vâng, cửa hàng Mino xin mến chào toàn thể các bác nhá. Thì hiện tại em đang có mặt tại kho của Hiếu Minh. Và trong video hôm nay em rất trân trọng được giới thiệu cũng như quảng bá đến toàn thể anh em một mẫu đẩy, có thể nói là cực kỳ chất lượng mà anh em đi show sự kiện đang rất là cần. Đó là mẫu đẩy Martin 36.000 Plus. Báo cáo bác thì đây là chỉ là cái tên thôi, các bác đừng hiểu nhầm sang lại 36.000 W thì chết giờ. Vì đây là mẫu đẩy loại 1 sản xuất Trung Quốc. Và đối với bản đời đầu của nó chính là Martin 18.000 hay Martin 36.000 trước đó với thiết kế 80 sò. Thì đối với bản 36.000 Plus này thì thiết kế tổng là 96 sò các bác nhé, cả bù áp cho các bác. Và với khối lượng sò tăng lên và nguồn đồng nặng hơn thì phiên bản này nó với công suất lớn hơn một chút. Ở đây đối với mẫu đẩy này cho ra công suất là 1.450W một kênh các bác nhé, nhân với 4 kênh, mỗi kênh 1.450W. Báo cáo bác thì cũng có rất nhiều bác hỏi về Hiếu Minh về mẫu đẩy trên thị trường đúng thay bao u này. Thì trên thị trường thì đang hiện tại có rất nhiều các mẫu đẩy khác nhau mà chỉ khác nhau cái tên thôi, vì nó là hàng đặt, phải nói thẳng luôn nó là hàng đặt các bạn, không có chính hãng như nhau gì cả, hàng đặt cả bên có tên là gì, cả tên D tên là gì đi chăng nữa thì là hàng đặt hết các bạn. Nhưng các bác đừng nhầm tưởng đây là trên, ở trên thị trường có rất nhiều các mã ở đây như là mã là MX hay là mã gì à, vụ như TD 18.000. Thưa báo cáo bác, đó là chỉ cái mã của nó thôi, như không phải là 1.800W một kênh đâu các bác nhé. Để các bác lưu ý cho em. Hiện tại trên thị trường thì đối phiên bản mẫu đẩy 4 kênh size bao U, đối với phiên bản gọi là trên mạch class AB này, nhưng dòng nó sẽ là dòng mạch class H tiếng rất sáng, thì công suất mạnh nhất đây cũng chỉ đạt đến 1.400W. Như hôm nay em giới thiệu bác là mạnh lắm rồi, còn đâu không có một con đẩy nào 4 kênh mà 1.800W một kênh cả. Đối với phiên bản size bao U này, em khẳng định trên thị trường, vì kênh em kênh đơn vị chuyên cung cấp cũng như bán ra thị trường với tổng cộng là gần 40 mẫu đẩy khác nhau, và luôn đi hàng đầu với những buổi sự kiện, từ mẫu đẩy sự kiện cho anh em đánh súc kép hay những mẫu đẩy cho anh em đánh full, thì đây là mẫu đẩy phù hợp cho các bác đánh full hoặc có thể kết hợp với súc kép đơn. Súc kép ở đây là súc kép 40 đổ lại thôi các bác nhé, 40 đổ lại công suất rất là khỏe. Còn để mà đánh được súc kép 50 thì nó đạt khoảng độ 1.700-1.800 thì mới đánh được súc kép 50 các bác nhé. Đó, rất nhiều anh em lệch lạc giữa cái mã nó 18.000, hiểu nhầm sang là công suất là 1.800W một kênh, nhưng không phải đâu các bác nhé, nó sự hiểu nhầm nên là nó sẽ ảnh hưởng đến khách hàng, nên là các bác lưu ý, hay là khách hàng lưu ý khi mua hàng đó. Và quay vào đối với nội thất con này, trước khi quay vào thì hôm nay cũng là rất là vui mừng được test liền lúc là 3 chiếc xuất đi cho 3 anh, trong đó anh Nguyễn Đức Sơn có địa chỉ tại Long Thành Đồng Nai và anh Nguyễn Văn Quảng có địa chỉ tại tỉnh Hưng Yên. Bị Hào thì báo cáo bác thì anh Nguyễn Văn Quảng em gửi xe rồi, còn anh Nguyễn Bách Hùng thì là có địa chỉ tại Quảng Ninh, hai bác là chuyển bưu điện đó. Và trước khi xuất đến tay các bác thì em có review nội thất để cho những bác nào có nhu cầu mua cho sự kiện, hoặc có những bác nào đang tham khảo thì có thể lựa chọn cho mình những đơn vị uy tín với những con đẩy chất lượng. Và ở đây là uy tín nó phải đi đôi với thực hành động, là các mua đẩy đâu người ta phải quay rõ ràng cho bác xem, các bác nhận hàng mở ruột nội thất ra xem thoải mái. Đối với đơn vị em vậy, các bác nhận hàng con đẩy này, các bác nhận hàng mở ra bung lắp ra kiểm tra hàng chục triệu con đẩy, các bác phải kiểm tra hàng chuẩn chỉ các bác nhé, chứ nhiều khi tranh nhau vài trăm nó không đáng kể, có thể là em có thể bán rẻ hơn kênh khác hay có thể kênh khác cũng rẻ hơn nữa cơ, nhưng bác phải mở ruột ra, người thật việc thật các bác nhé. Đây là dòng của nó này, mã là Martin 36.000 Plus này, vẫn áp rất là lớn, bán kính nguồn bằng lắp, tổng trọng lượng của con này nó dường 42 kg các bác nhé, nặng hơn phần nguồn đồng cũng như phần sò nhiều hơn. Và quay vào phần nội thất thì đối với bản loại một các lý này thì tất cả trên thanh tản nhiệt của nó, thanh nhôm tản nhiệt này đều phải có ốc re có gen. Cái ốc re có gen này không phải ngẫu nhiên ta khoan vào cho mất công mất việc các bác nhé, mà là cái khoan cái gen này để phòng trừ trường hợp khi các bác bị lỗi ở đây thì hãng sản xuất họ sẽ đổi cho bác cái bo mạch này, nhà sẽ đảo bo nhau, vũ như là chỉ gửi bo này bác về có thể nắp sang bên cạnh được, không quan trọng là phải chọn thế nào cả đúng không ạ. Đấy là một đơn vị chuyên nghiệp. Và cái thứ hai nữa là tất cả điểm trở nó là thẳng tắp nằm nạp luôn, không lung lay, đối với hàng chuẩn nhé, chuẩn chỉ. Keo nó rất là gọn, bác lì keo, cái điểm keo này, 4 quạt gió tỏa nhiệt lớn đó nhá, 4 gió tỏa nhiệt lớn này. Dàn tụ nó sử dụng 2 dàn tụ các bác nhá, các bác lì đây là sản phẩm đẩy sử dụng 2 dàn tụ. Và tất cả các linh kiện nó hay tụ nó không bị mờ nhạt, bác nhá, những con tờ tụ dại nhờ nhạt là linh kiện nó kém hơn. Còn đây bác nhìn tất cả chuẩn chỉ, sắc led đậm sắc led đó, tất cả cái vỉ mê nó đều có mã hết bác nhá, mã này
mã này đó. Nói chung là đúng có đẩy này bên bên em quá bán quá nhiều rồi. Đến thì hiện tại bây giờ em bán vài trăm chiếc rồi, những anh em là phải hơn 300 chiếc rồi. Tương ứng với sẽ là khoảng 300 anh em đi sự kiện, khoảng gần 300 anh em đi sự kiện. Những bác nào đã đang chơi và đang có nhu cầu, hoặc những bác nào đang sử dụng con đẩy này bên mình, có thể cho ý mình comment về mẫu đẩy này, có thể là mẫu đẩy đáng đồng tiền bắt gạo góc bỏ ra. Mới nhất là con đẩy loại 1, bảo hành 1 năm, hàng mới tinh, dây nguồn liền to đùng đoàng nhé bác nhé. Phía sau thì không biết là các đồ nhìn rõ không. Phía sau thì bác nhìn nó sẽ có cả đây. Bác nhìn hệ thống của nó gồm các chế độ đánh như đánh lớn, đánh nhỏ này, chế độ dồn kênh đều có nhá. Dồn kênh trường hợp anh em thành xúc kép mở họng đến 125 thì bác phải chập thành hai kênh đánh cho em họng 125. Vì như mẫu đẩy đánh côn 125 trên trường ít lắm, em gần như em chưa thấy bao giờ các bạn. Côn 100 đến côn 115 là cùng. Côn 125 một số bây giờ những cái dòng loa gióng, dòng loa xúc kép mà anh em gióng có những con côn rất là khủng, rất là nặng, bền bỉ cao và chất lượng. Đó là chính là con đẩy Martin 36.000 Bluetooth mà hôm nay em muốn giới thiệu đến toàn thể các bác. Quên một lần nữa là em sẽ đếm sò để cho anh em xem số tổng số lượng sò đàn tụ em phân tích rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 24, 24 là 48, 48, 48 là 96 sò. Chính xác 96 sò cả bù áp các nhá. Thì đối với hệ thống đẩy này nó sử dụng bù áp, nó toàn bù áp lớn hết và không sử dụng những con bù áp nhỏ thông thường đâu. Các bác nhìn này. Toàn những con sò xịn chất lượng, những con bù áp xịn luôn các nhá. Bù phết kích ấy, thì không? Toàn những con bác nhìn thông số, bác nhìn bác chất rồi. Đó. Đó con đẩy chất bền và tầm tiền cho anh em sự kiện chơi. Ở trong video em review tại kho của mình thôi, thì ở đây nó không được gọi là không gian thì nó không đẹp, anh em để trên cái ghế đây cho anh em review chi tiết đối mẫu đời này. Thì hôm nay tiếp tục trong buổi chiều hôm nay thứ tư thì trời lại chuẩn bị sắp mưa rồi anh em. Đó. Và báo cáo bác trong buổi tối hôm nay em sẽ về loa 3x máy y và d loa dk, thì em sẽ về lúc nào em sẽ bà sẽ review lúc đó, em sẽ cố gắng review sớm nhá, khoảng 8 giờ 7 rưỡi 8 giờ, nên anh em hãy lên đón xem anh nhá, tầm 8 giờ đó. Và các bác có nhu cầu liên hệ qua số 2 số điện thoại online đây, hoặc đến cơ sở bên mình là 364 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội đó. Và xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bác ạ.